Người tu đạo phải có tâm từ bi, có tư tưởng ta người đồng một thể. Tóm lại, tức là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Người ta tốt tức là mình tốt, người ta xấu tức là mình xấu. Hy vọng ai ai cũng đắc được lợi ích, ai ai cũng đều thành Phật, ai ai cũng đều giỏi hơn mình, tốt hơn mình. Đó mới là bản hoài của người tu đạo. Nếu chẳng có tâm đố kỵ chướng ngại thì sớm sẽ thành tựu đạo nghiệp. Nếu có chút tâm đố kỵ chướng ngại thì cách Phật đạo 10 vạn 8 ngàn dặm, do đó sai một ly đi một dặm.